Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian qua cả hệ thống chính trị đã triển khai nhiều giải pháp tạo ra những chuyển biến tích cực toàn diện trên các mặt công tác thanh niên trên địa bàn thành phố, trong đó có việc quan tâm tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao tri thức, trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ được phát động rộng rãi trong thanh niên trong những năm trở lại đây, đã khuyến khích, cổ vũ đoàn viên thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động sản xuất. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 25, toàn thành phố có hơn 800 chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị làm lợi hơn 700 tỷ đồng, hơn 20.000 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của sinh viên các trường cao đẳng đại học toàn thành phố. Em đã có cơ hội để tiếp cận với rất là nhiều chính sách về học tập và nghiên cứu khoa học. Em đã có cơ hội được tiếp cận với rất là nhiều quỹ học bổng, cơ hội khuyến học, khuyến tài của thành phố. Đã có cơ hội được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học sáng tạo để em có thể hoàn thiện và phát triển bản thân của mình. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được quan tâm đổi mới, gắn với việc triển khai các mô hình, chương trình hoạt động mang tính mới, gắn với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng và người dân, cũng như nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Điển hình như hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính. Thì đoàn phường chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch thành lập các cái tổ tình nguyện viên tại các khu dân cư. Và với các tổ tình nguyện viên thì các bạn đi đến từng nhà người dân để tuyên truyền cho người dân về các chính sách. Và sau đó thì các bạn sẽ hỗ trợ người dân trong cái việc cài đặt tài khoản công dân mức 1, mức 2 tại khu dân cư. Thành phố luôn nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 61 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn khởi nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp, tạo việc làm, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập. Để có được những thành tựu trong việc tạo môi trường cho thanh niên phát triển, không thể không kể đến vai trò của các cấp ủy đảng, tạo điều kiện cho hoạt động và tổ chức đoàn tại địa phương, đơn vị. Cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của quận trong thời gian qua cũng rất là quan tâm trong công tác chỉ đạo lãnh đạo, công tác phối hợp và đặc biệt là đồng hành cùng với thanh niên trong các cái hoạt động phong trào của thanh niên. Từ đó cũng đã góp phần trong củng cố công tác đoàn ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Những thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang đặt ra cho công tác thanh niên nhiều thách thức. Các nhu cầu về việc làm, hưởng thụ văn hóa của thanh niên ngày càng phát triển đa dạng. Bên cạnh những điều chỉnh về chính sách, điều quan trọng hơn hết là mỗi đoàn viên thanh niên phải nỗ lực, có bản lĩnh, năng lực, trình độ để chấp lấy thời cơ, vượt qua thách thức, để khẳng định bản thân, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của thành phố.